Xin chào quý chú anh chị các bạn. Hãy đi vô một cái miếng vườn đang đậy ha. Anh này làm thấy được 3 mùa rồi các bạn. Mùa này là mùa thứ tư rồi. Nó có một cái điều rất là lạ nha, các bạn thấy rất là hay, các bạn xem nè. Anh không có tẩy rong. Bây giờ anh không có tẩy rong nhưng mà cái lực cây nó lớn quá nên các bạn sẽ thấy là hầu như là rong nó không bám được các bạn. Da nó còn đỏ hỏn nha các bạn. Chỉ có phun cái 640 thôi với cái nọc siêu nha. Anh này anh chăm kỹ lắm. Lấy 640 phun cộng với nọc siêu á. Quanh phát một ha. Các bạn thấy là rong nó tuột luôn. Rất là hay. Còn mình thì mình chỉ khuyến cáo 640 thôi được rồi, không cần phải thêm gì đâu. Mình được cái là rất là đẹp các bạn nha. Nhìn cái dàn cây đậy thành khoảng rất là ok. Vô đây chỉ có một cái điểm chỉ có một hai điểm là phải nhắc là như thế này. Các bạn thấy là chỗ này, các bạn thấy là anh đậy không có, mình gọi là sao, không có tuyệt đối nè. Nghe là ví dụ những cái chỗ mà bờ như thế này, các bạn thấy là vậy ra rễ nó ra hết rồi. Chúng ta phải đậy là đậy sát xuống mấy mương luôn ha. Cái bờ của mương ta đã thấp rồi, phải đậy sát mấy mương để cho sao nó ức chế nó toàn phần á, mình gọi là vậy. Rồi cái thứ hai nữa là sao, cái thứ hai nữa là cái vườn của anh là trồng nhanh xấu nên có một số thứ là giống như là ảnh làm kiểu như là nó hơi khó chút xíu các bạn, nhưng mà vẫn làm được ha. 2-3 mùa là đẩy tháng này không ra rất là tốt. Năm trước 50 gốc 7 tấn cũng ngon rồi. 2-3 năm là năm nào cũng vậy chứ, nhưng mà được cái rất là hay các bạn. Cái vườn này lên tàu mầm rồi, các bạn nhìn xem sau khi chúng ta lên tàu mầm xong ha, lên bắt lo xong rồi đậy bắt đầu rớt lá này, thấy chưa? Rớt này phải tầm 10% nữa mới ngon ha. Nó rớt này mới 20-30% thôi. Ủa 23% thôi, chưa có là gì hết. Này chưa là gì hết nha các bạn nha, nhớ nha. Ở trong đây thì mầm cũ nó đã hật ra nè. Trong những nhánh này mầm cũ đã hật ra nè. Thì những cái lô này lúc nào năm rồi, lúc nào nó cũng ra trước hơn ri chẳng các bạn. Anh chưa có tỉa bơi do mới lên thuốc bắt lo mới có 2 ngày. Rồi, cái đặc biệt nữa các bạn sẽ thấy là sao? Vàng lá chưng nha. Đây. Những cái vàng lá chưng của năm rồi nha các bạn. Nha. Một mùa rồi ha. Vàng lá chưng của nó là sao? Hiện tại vẫn không có sao? Vẫn không có bị rớt. Rất là hay các bạn. Anh chăm cây rất là kỹ, rất là hay nè. Mặc dù ha, những cái lá này nè, hai hồi năm rồi nó đã nuôi trái rồi ha. Thì năm nay đúng là sao, nó phải đi về đúng không, đi phải cắt bụi đúng không, mà bây giờ hiện tại nó vẫn là sao, nó vẫn còn xài được. Nên các bạn sẽ thấy là mình cho các bạn xem cái dàn cây ha, nó lên lân rất là dữ ha. Nhìn dàn cây này không có gì để chê chứ, bởi vì nó lực ha. Nó lực thì làm sao, làm phải làm thuốc nó đấu xứng nha các bạn. Lực là làm thuốc phải đấu xứng nha, nhớ nha, chứ không phải là lực như thầy. Cái cây của bạn càng lực thuốc đánh phải càng nặng à, cái cây càng yếu thì nó sao, nó sẽ có thuốc tương ứng. Rồi nhắc lại ví dụ nè, đây là hàng Thái, hàng ri này nè, các hàng ri này nè các bạn, hàng ri hay sao, nhìn rất là thành quảnh, rất là đẹp. Mình bảo đảm các bạn vô nhìn, các bạn nhìn cái cây là các bạn mê dữ lắm, mê các bạn ha. Đã lên bắt lo rồi. Rồi xử lý kế tiếp nè, sau khi mà chúng ta lên bắt lo rồi ha, các bạn sẽ thấy là một số lá nó vừa với chúng ta, nó vừa lụa với chúng ta như thế này nè, bắt lo rồi. Nên chúng ta lên xong chúng ta thấy mà lá như thế này nè, là bắt đầu là chúng ta thấy là yên tâm rồi đúng không? Nhưng cái cây chúng ta mấy năm nay nó không có đều được các bạn ha. Ví dụ như thằng này nó đã đều, nó mở lá vừa tới nè, nhưng mà một số cái nhánh mà nó đã già rồi trước đó là bây giờ bắt đầu đi độc nè các bạn. Bây giờ làm như này như thế nào, thầy có nói với anh rồi ha, ảnh có lấy một cái bài rồi. Thái sẽ cho cộng thuốc bệnh ha các bạn ha. Tại vì một sao một số cái cây này nó đã lụa đều như thế này, nhưng mà một số nhánh như thế này đó, nó xị cái độc nè. Những cái nhánh xị như thế này nè, các bạn mà để lâu quá thì cái cây nó ra không đều được ha. Có nghĩa là ví dụ mà cái tiết mà cú, ví dụ anh đang có tiết 29 nè, thì ví dụ mà tầm 17 bắt đầu có tiết thì nó thổi lên ha, nó thổi nhẹ nhẹ lên, mà nó gặp mưa hay là một lý do gì đó mà nó không có đi đọt mạnh được á, thì các bạn sẽ thấy là sao, nó sẽ đi chậm ha. Và lỡ mà nó mất tiết luôn là nó không còn tiết nữa luôn à. Bởi vì tại sao là Thái cho những khách hàng của Thái, ví dụ mà cái đọt nó xì ha, là bắt buộc Thái phải sao, Thái tôi chặn lại nè các bạn thấy không, đó. Nó đỏ ao gì đó ha, là bắt buộc phải sao, phải chặn lại nha các bạn. Mình gọi là chặn đọt luôn rồi chứ không có vuốt đọt, không có làm cái đọt gì chứ các bạn nè. Những cái đọt như thế này nè thì các bạn xịt vô ha, tại vì các bạn thấy là cái đọt nó rất là mập, cái lá rất là dày, nó không có rớt đọt được. Chúng ta phải chặn cái đọt lại ha, đặng cho nó ức chế bắt lo nằm trong kìa. Chứ không phải đơn giản nha các bạn.
Đó. Ăn thua là sao? Ăn thua là chúng ta phải quan sát và phải làm phải rất là kỹ mà đó. Đúng ra là anh phải đẩy ra tới ngoài nè các bạn, chứ không phải đẩy gì đâu. Rồi, cho các bạn quan sát lại nè, dàn lá của ri sáu nó vẫn còn như thế này ha. Vẫn còn lá bệnh nè các bạn ha. Nhưng mà cái lá bệnh này nó hết rồi. Các bạn thấy không? Cái lá bệnh này nó ra sạch rồi, thấy chưa? Nấm rong là trên lá nó không còn nữa, thấy không? Và nó đủ tiêu chuẩn sao nó vẫn quang hợp được thì mình để cho nó sống thôi chứ sao? Nó bình thường mà. Cành cây rất là lực các bạn. Tôi cho các bạn xem cái dạng cây nó chạy chỉ nè, thấy chưa? Đẹp không các bạn? Thái rất là khoái mấy cái da như thế này, phải không? Cái xì mũi mà nó khô nè. Đó, nó chạy chỉ ra nó lớn nè. Đâu. Nè. Đó, thấy không? Cái này là nó kiểu như là nó có cái cơ chế kháng tự nhiên, chứ không phải là chúng ta lấy cái rong mà chúng ta xịt rong. Này không có xịt rong các bạn ha. Nè, nó không có rong luôn các bạn. Nó rất là hay. Rồi, các bạn sẽ hỏi là anh Thái ơi giờ chặn đọt bằng cái gì đúng không? Không có nói được các bạn. Nè, không có nói được. Ví dụ như là Thái nói bật mí sơ cho các bạn, ví dụ cái vườn này ha, Thái cho xài HT chặn đọt cộng với cái HESA 5 ha. Cốc HESA Conazone á, 5. Rồi gì nữa các bạn, cộng thêm một gốc combi nữa ha. Và mình nói với anh là em cho anh quánh cái liều nó rất là nhẹ ha, nhưng mà anh phải đánh hai lần ha. Làm sầu riêng là phải xiên, chứ không phải làm sầu riêng không là biến được các bạn nha. Làm sầu riêng rất là cực nha. Đây là những cái điều mà muốn nói với tất cả những người nào mà trồng sầu riêng á. Làm sầu riêng tiền rất nhiều các bạn ha. Tiền mà bán rất là nhiều ha, nhưng mà trả giá rất là đắt nha, trả giá rất là đắt và rất là xiên. Nhìn đẹp không? Cái vườn bển Thái cũng làm đúng không các bạn? Vườn bển đẹp lắm các bạn. Mấy nguyên khu này anh chỉ cho mấy anh em làm, anh mình làm 2-3 mùa trái rồi, nó cũng ok rồi. Bây giờ ảnh chỉ cho những người khác làm cùng kiếm tiền thôi. Anh em dòng họ thật sự là rất là quý các bạn. Thường thường là dòng họ thì không ai chỉ nhau thật sự ha. Nhưng mà xuống đây anh nói là anh chỉ cho nhiều người nguyên cái khu này là dòng họ anh không, thì anh chỉ cho dòng họ của anh xài thấy nó quý như thế nào các bạn. Dòng họ ít người ta quý nhau lắm nha. Dòng họ người ta toàn đánh đá nhau không các bạn. Dòng họ người ta ai mà có sầu riêng, mình nói sợ ta buồn, nhưng mà người ta không có thích ai hơn họ hết. Còn cái dòng họ của này nó khác, anh cứ dẫn người khác xuống, anh cứ dẫn dòng họ xuống làm đạt thôi, dẫn dòng họ xuống chỉ thôi, mắc gì phải giấu đúng không các bạn. Nè bạn xem dòng lá nè ha. Nó chưa lên lân được, nó chưa lên lân nhiều, trong lá già nó đã lên lân rồi nè. Nè các bạn bẻ cái lá rồi góp lại cho làm mầm thôi. Nhưng cái bài này như vậy ha bạn. Còn đa số mà tại sao một số dạng yếu hơn Thái cho quánh liều khác, chứ em Thái không cho quánh liều này ha, nó khác nhau nha. Bởi các bạn đừng có phân bì, do tùy dạng lá thôi các bạn. Các bạn nếu mà chúng ta mà quánh thuốc nặng mà vô dạng lá yếu thì nó sẽ rớt cái chân, và chúng ta quánh thuốc nhẹ mà vô dạng lá sung á, thì nó sẽ sao, nó không có đứng được cái đọt, nó khổ lắm à. Đó các bạn thấy không, nhìn đẹp rất là đẹp, tuyệt vời ha, dạng lá này là tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta phải nè, mình có nói với anh là anh phải cho em coi cái dạng lá của anh ha, còn lại bao nhiêu, chuẩn bị làm cái gì trước đó, là một tuần làm cái gì ha, báo cho em rồi hãy xuống lấy thuốc nha. Đây là mua sinh kinh các bạn, mua sinh kinh đầy sớm luôn. Mua sinh kinh năm nay là có tuổi rồi, có tuổi đầy được rồi, 4 năm rồi. Đó, còn lại trong đây là cây ri nè, cây Thái nè, anh có 3 thế hệ trái rồi, 3 thế hệ cây đó. Rồi quá đẹp các bạn, dữ lắm đẹp các bạn ha. Vàng Thái nó lên lên một cái các bạn nhìn chóng mặt. Rồi ok ha, đó là cách xử lý của Thái nha. Nhớ các bạn, chúng ta phải chặn cái đọt lại rồi nó mới ra bông đều được nha. Càng lúc càng khó. Hôm nay La Nina bảo vô càng nhiều đuối ha, nghe cố gắng lên. Rồi ok các bạn.